Xin chào bạn, trong video clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để đăng xuất thoát tài khoản Thớt trên điện thoại nhé. Thì mạng xã hội Thớt đang được rất nhiều các anh em sử dụng và tạo các tài khoản thông tin cá nhân của mình. Thì về cơ bản thì nó cũng giống như các mạng xã hội khác, giống như Facebook, Twitter hoặc là Zalo chẳng hạn, thì để chia sẻ kết nối với mọi người. Nhưng sau khi chúng ta sử dụng xong thì điều cần thiết là chúng ta cần phải đăng xuất ra hoặc là thoát ra để đảm bảo tài khoản của mình không bị người khác xâm phạm. Và một phần quan trọng hơn nữa là nhằm tính chất bảo mật nha các bạn. Ok, nếu các bạn đang muốn thực hiện đăng xuất tài khoản, thoát tài khoản trên điện thoại của Thớt thì các bạn cứ theo dõi mình sẽ chỉ cho các bạn ngay lập tức đây. Để có thể thực hiện thoát được tài khoản của Thớt trên điện thoại thì các bạn cứ mở điện thoại lên và vào app Thớt. Đây, các bạn nhấn vào. Đấy, thì đấy là thông tin nơi trang chủ. Đó, các bạn có thể kéo lên để nắm các thông tin mới ra như thế này. Rồi, sau đó các bạn vào mục thông tin cá nhân ở bên phải màn hình nhé các bạn. Hình con người đây. Rồi, tiếp tục các bạn nhấn vào ở phía trên. Có mục hai vạch đây các bạn, bạn nhấn vào. Ở đây sẽ có mục đăng xuất thông tin tài khoản đây các bạn, bạn nhấn vào cho mình. Ở đây thì chúng ta nhấn vào, nó sẽ có hai mục là đăng xuất hoặc là hủy. Thì đến đây, nếu các bạn muốn đăng xuất tài khoản Thớt trên điện thoại thì các bạn chỉ cần nhấn vào là có thể đăng xuất ra. Và tất nhiên lần sau khi chúng ta muốn đăng nhập vào thì các bạn chỉ cần điền tài khoản của mình. Thì ở đây gồm là số điện thoại và mật khẩu. Thì có thể dùng tài khoản của Instagram để có thể đăng nhập ở đây được nha các bạn. Hiện tại thì có rất nhiều các cập nhật và những thay đổi trên app Thớt. Nếu các bạn mà thường xuyên gặp phải những rắc rối thì các bạn có thể vào kênh YouTube của mình. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn rất nhiều các mèo hay để các bạn có thể sử dụng được mạng xã hội này một cách an toàn và hiệu quả nhất. Trong trường hợp các bạn có các điều mà muốn hỏi hoặc là có những vấn đề phân vân mà muốn mình hoặc mọi người giải đáp thì các bạn cứ ghi lại nội dung bên dưới nhé. Chúng mình sẽ đọc và từ đó có các video để trả lời cho bạn. Bây giờ thì cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn đăng xuất tài khoản thành công.